Lời đầu tiên thì cho phép Lô Thị Linh xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các quý thầy cô, các anh chị và các thầy cô trong ban giám hiệu của hai trường là Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì Linh tới đây với một cảm xúc là vô cùng xúc động, tại vì là đây là lần đầu tiên mà Linh được tham gia một ngày Chủ nhật đỏ. Đối với cương vị là một hoa hậu thì Linh nghĩ là trọng trách và vai trò của Linh sẽ là sử dụng sức ảnh hưởng của mình cũng như là sử dụng được tuổi trẻ của mình để có thể kết nối tất cả mọi người và cùng tạo ra những giá trị lớn cho cộng đồng. Và Linh tin rằng ngày Chủ nhật đỏ chính là một cái dịp mà và một cái platform để chúng ta đều có thể đóng góp một điều gì đó để giúp đỡ những người khác cho cộng đồng. Và Linh nghĩ rằng Chủ nhật đỏ cũng chính là một cái ví dụ rất là điển hình cho việc sự tồn tại của chúng ta là rất có ích và nó có một cái lý do nào đó. Linh nghĩ rằng việc chúng ta đóng góp một chút của mình để giúp cho thật là nhiều người khác, nó chính là cái việc mà tạo ra rất là nhiều giá trị cho cộng đồng. Như ban nãy bác sĩ Vũ Sơn Giang thì có nói là những giọt máu của chúng ta thì có thể không chỉ là cứu sống một sinh mạng mà nó còn gieo mầm những cái sự sống khác. Và Linh tin chắc rằng trong thời gian tới thì Chủ nhật đỏ sẽ trở thành một cái ngày lễ hội để tất cả mọi người đều có thể làm những việc tốt, đóng góp những giá trị nhân văn cho cộng đồng. Và mong rằng trong tương lai thì Chủ nhật đỏ sẽ ngày càng phát triển, ngày càng lan rộng để tất cả chúng ta đều có thể làm những điều có ích cho cộng đồng. Nhân đây thì Linh cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn tình nguyện viên đã cùng góp một chút sức gì đó để góp phần làm đẹp cho cuộc đời và giúp những mạng sống khác. Xin cảm ơn.